Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang đứng ở cái mặt trước của khách sạn Red Hotel. Rồi chúng ta nhìn qua bên đây đường là đường Nguyễn Huệ, đối diện khách sạn là đường Nguyễn Huệ. Thì bên kia là tòa nhà Vincom. Thì hành trình hôm nay chúng ta là sẽ đi full một vòng đi bộ như vậy, bắt đầu từ khách sạn Red Hotel, khách sạn Red để xem Sài Gòn về đêm ở khu vực này thì như thế nào ha. Thì hôm qua thì chúng ta đi mong một đoạn nhỏ xíu thôi, thì phiên bản có bạn đồng nhỏ và này thì hôm nay phiên bản chỉ có một mình em thôi. Chúng ta cùng nhau lang thang. Thì ngay hướng camera đây ngày xưa là Thương Xá Bắc ha. Thương Xá Bắc, và ngay vị trí em đứng đây thì ngày xưa là cái bồn kèn, cái bồn bồn binh Sài Gòn ha, bồn binh có cái vòi nước ha. Hôm nay còn cái đường vỉa hè đây, ngày xưa là Thương Xá Bắc. Đó, nếu mà Thương Xá Tắc còn thì chúng ta đang đi trước cửa Thương Xá Tắc. Thì hiện nay Thương Xá Tắc đang được xây thành cái tuyến tàu điện ngầm metro theo hướng Nguyễn Huệ này. Thì chúng ta sẽ đi đến Bạch Đằng, đến bến Bạch Đằng. Có rất nhiều bạn trẻ ngồi đây uống cà phê ha. Ngồi đây tâm sự, uống nước và chia sẻ tình yêu của chúng ta. Ủa, chia sẻ tình yêu của nhau chứ, của chúng ta là không đúng rồi. Đây thì có khách sạn nào cũng 5 sao luôn, phải 5 sao mà. 1, 2, khách sạn 4 sao thôi, khách sạn Nguyễn Huệ. Một dọc theo khách sạn Nguyễn Huệ. Chúng ta đi một vòng để mình hình dung ra được khi mà chúng ta về Sài Gòn ở đường khách sạn ở đường Nguyễn Huệ này gồm có những gì ha. Thì nếu đi bộ thì chỉ có những hàng rong rồi hóng mát như thế này thôi. Còn chúng ta đi sâu hơn tí nữa thì có những quán cà phê, chút xíu nữa thì đi ngang những quán cà phê, những quán kem. Và đây có những công trình ở đây nữa. Những công trình đây thì hiện là bãi giữ xe. Nếu có vị các bạn có ở xa đến Sài Gòn thì mình giữ xe ở những cái bãi ở khu vực Nguyễn Huệ, trục đường Nguyễn Huệ cũng có, mà ở đường Quỳnh Thúc Kháng cũng có ha. Ngay bệnh viện Sài Gòn chợ Bến Thành cũng có ha. Đây chỗ này là ngủ cà phê mát nhất, khách sạn có tòa nhà Sinh Hoa. Trước cửa tòa nhà thì có cái sân để bán cà phê. Tòa nhà Sinh Hoa. Ở đây thì rất là nhiều người nước ngoài cũng như các bạn trẻ tập trung ở đây, rất là mát. Thì bây giờ Sài Gòn
gần 9 giờ. À, chúng ta đi một vòng nữa chúng ta về ha. Thì Sài Gòn về đêm thì có rất là nhiều cái hoạt động vui chơi ăn uống. Chúng ta thấy ở đây rất là đông người luôn. Đây ngoài những cái khách sạn nhà hàng thì có những cái món ăn vặt ở lòng đường. Nãy giờ chúng ta vẫn tiếp tục đi trên đường Nguyễn Huệ ha. Ông Hòa đi. Ở đây có chị bán bánh tráng nướng. Bán đồ chơi. À, ở trong này là chúng ta hôm qua mới đi qua nè, Sài Gòn Garden. Cái bên này có cái showroom của Samsung. Chúng ta tưởng tượng như là mình đang ở khi xem lúc này tưởng tượng như là mình đang đang ở Sài Gòn và đi bộ. Cái ánh sáng của camera cũng xem với cái ánh sáng bên ngoài nên hình ảnh cũng tương đối thật ha. À, đây có khách sạn nhà hàng khách sạn 4 sao. Ở khu vực này khách sạn toàn là khách sạn 4 sao 5 sao thôi. Mình đi bên đây hồi chút xíu nữa mình qua bên kia đường nha. Ở đây có cái hẻm ăn vặt nè, cũng như ăn trưa của các nhân viên công sở ở khu vực đây. À, hoặc là mình gửi xe đó, hoặc là mình đi ăn ở đó luôn. À, cái chỗ này là cái chỗ hôm qua chúng ta mới đi ngang nè. Đây chúng ta qua bên kia đường nhé. À, ngay chỗ này là còn một đoạn nữa để đến Bến Bạch Đằng. À, đây là món ăn vặt, cá viên chiên rồi. Xúc xích. À, chúng ta qua đường nha, để chúng ta đi qua cái mặt bên kia của đường Nguyễn Huệ. À, ở đây là tòa nhà kho bạc nhà nước Việt Nam, kho bạc ha, để mình đi đóng những cái khoản tiền thuế này kia nọ. Rồi chúng ta nhìn bên kia đường là Nguyễn Huệ, để đèn xanh thì chúng ta qua đường thôi. Chỉ có thứ 7 và chủ nhật thì mới cấm xe. Nhưng mà không biết bây giờ còn cấm hay không. Mình thấy xe lúc nào cũng chạy. Chỉ có tối thứ 7 và chủ nhật mới cấm thôi. Chúng ta đợi đèn đỏ lâu quá. Ủa, đèn hư hả? Quá.
thì đó là đèn hư. Tới lúc mình đi thì nó màu đỏ, mà lúc mình dừng thì nó lại không có màu. Chúng ta đang đứng ở giữa đường Nguyễn Huệ. Nhìn qua đằng đây thì Ủy ban nhân dân thành phố ở đây ha, theo cuối đường. Và nhìn qua đây thì là bến Bạch Đằng. Rồi chúng ta sang bên kia đường Nguyễn Huệ để tiếp tục lang thang đi một đoạn nữa. Đây có quán Laman Coffee. Tòa nhà rất là đẹp. Đây chúng ta đang ở Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế. Thì bên kia đường là khách sạn Horex, nằm bên kia ha. Rồi, chúng ta đi tiếp tục dọc theo tuyến đường Nguyễn Huệ. Ở đây thì có đèn vàng thôi, không có đèn đỏ. Ấy, đèn đỏ. Đây có khách sạn, có nhà hàng của Nhật, Kitsho. Bữa tối thì mình ra đây ăn uống coffee cũng được. Mình đi tới tí nữa thì có tòa nhà rất là đẹp nè, tham quan nè, khách sạn 5 sao đắt đỏ Sài Gòn. Đây khách sạn đây là giá VIP hơn là đắt luôn. Phía trước khách sạn thì chúng ta có thể ngủ một phê này, ai cũng có thể ngủ được chứ không phải là ở khách sạn mới ngồi ha, mọi người ai cũng có thể ngồi được. Nhìn khách sạn rất là sang trọng luôn, đẳng cấp 5 sao ở Sài Gòn. Kế bên thì có nhà sách Nguyễn Huệ. Nhà sách này thì hồi xưa là nhà sách Xuân Thu. Hồi xưa có tên là nhà sách Xuân Thu, chứ không phải nhà sách Nguyễn Huệ. Sau này thì mới đổi thành nhà sách Nguyễn Huệ. Cái bác đó hay gọi đàn ở phố đi bộ này đó. Chúng ta qua đường nha. Đây là ngã tư ngã ba Mạc Thị Bưởi và Nguyễn
Huệ. Đây khách sạn Ngọc Palace cũng như nhà hàng 5 sao, nhà hàng 4 sao. Ở đây ngày xưa em có review cái buffet gánh bông sen mà cũng có rất là nhiều cô chú anh chị mình xem cách đây cũng hơn một năm. Ngày xưa thì quay lung tung vậy thôi, không có thể theo thể loại nào hết, thì vô tình được sự ủng hộ của cô chú anh chị thì nội dung dần dần hoàn thiện hơn. Này cũng là một cái sự biết ơn đối với cô chú anh chị và các bạn. Ở đây cũng có những cái quán cà phê nè. Tuổi trẻ bây giờ thích ngồi bệt như thế này. Đây chúng ta đến ngã ba Nguyễn Thiệp, hướng này đến đường Tự Do nè. Ba má của bé bé đó để đó để đi bán. Nên để bé trong cái thùng để khỏi bị té ngã. Rồi và hành trình đến đây thì em cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Chúc mọi người luôn vui khỏe và nhiều sức khỏe nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nay phía trước mình là Red đây, bên kia đường là Red Hotel. Mình đi đúng một vòng luôn, có lẽ cái video này hơi dài. Cô chú anh chị mình thông cảm ha. Nãy chúng ta nhìn từ Red đi ra, vậy chúng ta nhìn từ xa tới Red.